hai lần hai trò rồi đấy, hai lần hai con trò rồi. Một lần thì gặp Four Baby, một lần thì vâng lại gặp vâng Peria. Trận này là map có cửa nhưng đánh sai sách một tí thôi, tiếc thì vẫn tiếc, chứ còn Hoàng Quân này thì không tiếc. Giá như Xi Măng chủ động công phu thằng màu 2, đánh nguyên thế solo với màu 2 từ đầu thì là cửa thắng cho bên mình, cửa có. Nhiều hai trò quá. Kèo cân không tì vết. Và bên mình đang thua một trận nhưng lại đang thắng 1C, thế mới hay. Rồi, đấy là trận đấu tiếp theo nào. Lại Greg. Ôi. Sáng AC và bên mình AC Greg. Thầu này đỏ đấy. Xeng AC và bên mình là Greek AC. Trận đấu này con Greek của game thủ Xi Măng làm sao để cân được con Xeng của game thủ Dương Coi thì là một thế trận cân. Rồi, bài Greek này liệu có dấu hiệu gì có việc cân xe hay không đây? Bài thì AC thì chắc là cân AC của thầu thôi. Hai ông này solo AC thì cân phớ nhau. Xe bằng một cách nào đấy thần kỳ cân được con xe à con Greek của Xi Măng chứ. Bằng một điều gì đấy thần kỳ cố gắng cân thử được con xe của Dương Coi xem nào. Cố gắng thôi. Quýt đang có mặt bên kia, nó sang bên kia nó cười nữa. Bạch báo về bài mắc binh rồi. Ôi những bãi quả này hơi sâu. Cứ đến đêm là tự nhiên cảm giác là người hút thuốc. Đến đêm một phát là giọng nó cứ khò khè khó chịu thật đấy. Ông nào mà kiểu một ngày chơi 3-4 loại thuốc khác nhau thì giờ chắc cổ họng đầy đờm. Nông dân dành cho Xi Măng cũng có bãi quả phụ ở đây. Bên kia báo về là ông AC kia cũng mắc. Bách thì không đi dò rồi.
Bề mờ. Thiếu rất nhiều gỗ, còn lâu tôi cứ cho làm ăn đi. Vâng, mới có 35-40 gỗ thôi. Đây, sau tên này thì mới bề mờ được. Bài kích trang 10 của game thủ Zimang 22 dân. Ba kỳ vẫn đi ép khét thôi. 10-0x26 dân. Mùa 2 chưa lên đời kìa. AC chưa lên đời. Chi mang 10-10, 22 dân. Tốt, Bách cũng 10-10, 26 dân. Cố gắng ép đời sớm trận này nè. Băm chết con sen của game thủ Dương Coi xem nào. Bách có khi trận này đi công tê được đấy. Đừng chặt gỗ. Tám nhưng mà nhìn chưa mất gì, xi măng cũng 23. Khả năng đi đâm y sen rồi. Đâm y cố gắng bán mạng. Bán mạng cho sen. Rất khủng dành cho bài mùa 3 này. Đang bị con giò và con lạc đà rồi cầm sen chơi ở bãi gỗ. Mang 25. 2L rất đều đến từ còi. Trận đấu mà sen vẫn là sen, không thì khác được. Bạch vẫn đỡ được nhà nha, tham 40 chưa mất gì đâu. Dân xi măng vừa đi qua dân tầng 3, mấy con chém. Mốt đến xi măng đâm ý đổi mạng với sen đấy. Bách thủ được nhà không? 40. Hai ông ốp luôn nhà game thủ Hoàng Mai Nhi. Mang đâm ý được vào nhà sen rồi đấy. Với xin khả năng tên này lỡ ngớ đâm lại đứt không. Họ kéo cùng đờ về rất đông. Không ăn được. 43 thì Hoàng Mai Nhi thôi. Oh,
Xi măng này vẫn đang có chém ngoái vào nhà tiểu bàn thầu đấy nhá, vẫn đang ngoái ở trong nhà đấy, 3-3 xi măng này. Thế trận vẫn đánh thoải mái, Bách vẫn đỡ được nhà, vẫn đỡ được. Chặt gỗ mới chỉ chặt gỗ một, chưa có lực để lăng chặt gỗ hai cho anh. Măng thì vẫn đang ngoái vâng thầu tới này phải chết, cố gắng để có thể chết 20 dân bãi gỗ nào, cố gắng để cho thầu chết 20 dân bãi gỗ tới này là tươi. Không, chết vài con dân thôi. Thầu ở trong lủng lắm anh Bách nhá, thầu nó lủng lắm rồi đấy. Ủa Bách đang bắt quần hay quá nhá. Thông báo về tôi xi măng là chết sạch dân ruộng của thầu rồi. Vâng, tôi bảo rồi, Dương coi tầm này nó bắt đầu nó ngủ rồi. 28 cố lên. Ôi còn bỏ cái quẫn rồi, ông lấy dân nó đập y. Bên kia có cung R bắn. Còi bắt đầu chuyển về đánh cung rồi. Chỉ làm đánh trận này là quá hay. Thầu vừa mới lủng một tuần đau đấy. Trận này thắng được thì lại không thì không, nhưng mà thầu đứng một tuần đổi ngược lại nhà của Hoàng Mai Nhi. Trận này có lẽ mình phải kéo cung đờ về bắt. Bạch vẫn giữ tham được mình cái tham lai 45. Chỉ mang 30, đấu cầm của đích. Thi đấu là rất tốt, mình cảm giác ngày hôm nay quân mình xấu nhưng mình vẫn đang thi đấu với sự cố gắng và tốt. Vâng, bên kia đánh cũng hơi ỉa ra quân. Hai lời rồi xi măng rồi. Bách có chặt cũ hai. Bắt hết cùng rồi, game dù tiểu bàn thầu đi. Tuần này liệu Bách có lù luôn thằng xe hay không? Đi cùng và ấy lại những con chém và những con y của xi măng khả năng lù được xe tầm này. Gỗ hở kìa. Tầm này thì hở choe choét ra. Rồi cứ xiên, xiên. Nhà thầu bây giờ bắt đầu là cực xấu rồi. Măng vẫn đang quấy được. Bạch 50, cố lên nào. Tên này khả năng Bách đi là màu 2 chết này. Đi tên 9 mạng này là màu 2 chết này. Bách đang nhà thằng thầu nhá. Xi măng sẽ quay về quản xeng. Xi măng sẽ quay về quản xeng tên đấu này. Xeng bắt đầu chuyển thành cung đờ đồng quá. Bây giờ bên kia là 2 chủ lực rồi. Xeng lại bay một tên nữa. Nhưng khả năng Xi măng cũng sẽ mất nhà tên này. Bách cần phải đi tên cung đờ sắc lẹm này để giết nhà màu 2. 2 đứt là thắng đấy. Cố gắng lên. Xeng cũng chết rồi, đánh cái này thì Hoàng Nhi sẽ khỏe nhất bản đồ. Bốn làm cho Hoàng Mai Nhi. Đây thì rất yêu đến từ tiểu màn thầu rồi. Xeng thì mang báo về yêu lắm, xeng cũng chết nhiều dân. Đây là một cái thế trận mà bên mình đang thi đấu là cực kỳ tốt. Chưa biết kết quả thắng thua như thế nào. Bách 50 tham to nhất bản đồ đấy, Bách to nhất bản đồ đấy. Xi măng mới có dồn mà tôi thôi tham nên cái 2-3 nó còn to không. Cái mùa hạ ơ đây 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 đây. Hết rồi, Bách bắn hết rồi. Bách cơ cấu chắc lại nhà mà tôn đã. Măng bây giờ sẽ xem thêm 2 là 3 là người phải đẩy cái này. Phải đẩy 2 hay đẩy 3. Oh,
Và Tiểu Màn Thầu resign. Quay một trận đấu. Vâng. Này thì xe ngây xì à. Xe ngây xì với chúng tôi à. Vâng, gục hết, tôi đã bảo rồi. Tôi đã bảo trận này ông xi măng cũng chém chết xe rồi. Vâng. Còi bắt đầu ngủ rồi anh em ạ. Và một đều về trong trận đấu thứ tư. Đây 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 đây. Xe ngây xì à, ông xi măng cũng đang cười phớ lơ. Không thể tin được. Tàu trận này nhà xấu bị quấy lên quấy xuống. Bảo bị dummy vào cái thế trận xi măng, cái dummy là thắng mà. Quá tuyệt vời dành cho game thủ xi măng. Vâng, Thầu đang chửi Dương Còi rồi. Có lẽ sau tuần này Dương Còi có lẽ